lời đầu tiên xin cho Nhâm Phương Nam xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đón xem chương trình, gửi lời chào đến anh Huy, cho Nam gửi lời chào Vân. Nói chung là em không có quan tâm thứ ngày tháng, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Không biết là em có thích mèo không? Không anh, em thích chó. Còn anh thích gì? Có lẽ là anh thích em. Ôi anh nói vậy là em xỉu tại đây luôn á. Anh có bạn gái chưa? Anh chưa, hiện tại vẫn độc thân. Còn em? Em có bạn trai chưa? Em có bạn trai rồi. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối.